Bên đây mình đang ở Louisiana, mình đi ra biển câu cá nè, đi chiếc tàu 32 feet có tên là Adu, đi chung với mấy anh em bà con đi ra ngoài giàn khoan câu, đang đổ xăng. Chiếc tàu này bự quá, chơi hai máy luôn, hai máy 250, quá dữ luôn. Đang đổ xăng ở ngay bến này, có cái trạm xăng nè. Ở nước ở đây rất là đục, biển mà nó không phải chỗ này là nó còn ở trong sông á, chứ chưa ra biển. Mình chạy có khoảng 15 phút mới tới biển. Ở đây người ta kêu giống như cái hồ vậy á, nhưng mà là nó giống như cái bùng binh vậy á, nó bự quá kêu cái hồ, chứ nó là cái sông á, nó đang thông ra biển. Ở đây xăng rất là rẻ, có 3 đồng mấy thôi, còn ở bên Cali là 5 đồng mấy. Ở bên Cali mà nổ cái bình xăng cho tàu này chắc cũng phải 500 đồng. Bây giờ mình đem nước đá lên tàu được rồi, đợi gì nữa. Mình kéo đâu nổi, nặng quá. Ok thôi, bye các bạn nha.